Rồi, chào mừng anh em trở lại kênh Miệt Vườn Trà Vinh. Nay là ngày mùng 1 Tết, mình tiếp tục chia sẻ cái vườn ớt Chí Thiên ở dưới huyện Cầu Ngang nhà mình. Vườn ớt này bữa nay được khoảng 45 ngày tuổi nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy vườn ớt. Đó. Đây là cái view ớt nhà mình này. Năm nay là vẫn trồng rất là nhiều nha các bạn. Đó. Ớt 45 ngày tuổi thì bữa nay đang ra hoa bói những quả đầu tiên nha các bạn. Cái ruộng ớt nhà mình là trồng hết cái view đường này nữa, dài lắm. Bữa nay là đang chỗ này là đang hơi ngược nắng xíu. Đó. Cây lên là cực kỳ là xanh tốt nha các bạn. Đó, bữa nay là hoa này, là vừa ớt 45 ngày tuổi này. Thì khoảng cách cây cao thì bữa nay là khoảng 40. 40 mà hoa rất là nhiều nha các bạn. Đó. Bữa nay là hoa này, hoa và có trái ở trong rồi nha. Trái bắt đầu bói rất là nhiều nha. Đấy, các bạn để ý bói trái này. Có trái này. Đó. Thì trong kênh Miệt Vườn Trà Vinh của mình thì ngoài những video cập nhật tình hình giá ớt thì mình có những cái video hướng dẫn trồng ớt như thế này. Đấy, cây này là trồng 45 ngày tuổi này. Thì dưới mình thì hiện tại là vẫn trồng một cái cách màng phủ như này nha các bạn. Đấy, trồng màng phủ như này thì thứ nhất là nó đỡ công tưới nước này, thứ hai là cỏ ít này. Đấy, mình vệ sinh cỏ thì cũng chỉ vệ sinh ở dưới này thôi. Rất là tiện. Đấy, khoảng cách trồng giữa hai cây là khoảng 30 nha các bạn. Đấy, thì ở đây nhà mình trồng có hai luống như vậy. Đấy các bạn. Một cái rãnh như này là sẽ có hai luống. Đấy, và ở giữa cũng có một cái rãnh giữa nhá. Đấy. Ở giữa có cái rãnh giữa này thì để mình bón phân ở giữa. Đấy. Thì bữa nay là bắt đầu 45 ngày thì cây rất là xanh này, các bạn để ý thấy không? Cái lá rất cực kỳ xanh luôn này. Lá xanh này. Đấy, cây bắt đầu là ra bông và bắt đầu là đang kết trái nha các bạn. Đó, cái trái ở trong này. Cơ bản thì ở dưới mình Trà Vinh này thì trời rất là nắng nên là mình vẫn phải tiếp tục tưới nước để cung cấp đủ nước cho cái cây trồng này. Cái thứ hai là trồng cái khoảng cách anh ớt này thì cũng không nên trồng quá dày. Trồng dày quá thì thứ nhất là khi mà cây nó lớn lên thì nó sẽ hay bị bệnh. Đấy, cái này mình cũng phải kiểm tra lá thường xuyên nha. Đấy, ví dụ như mấy cái này này. Đây là cái lá này. Đấy, nếu mà có tình trạng sâu dày là mình xịt thuốc. Xịt thuốc thì nên xịt lúc sáng sớm hoặc là chiều, đừng xịt vào lúc trời nắng cây nó hấp thu không được. Cái thứ hai là lúc đấy thì sâu bệnh nó cũng đi ngủ chứ nó không ra để mà chết được sâu. Đấy. Trồng cái màng phủ này nó tiện lắm các bạn. Dưới nhà mình thì trồng tất cả cây cối thì mình đều trồng màng phủ nha. Trong quá trình coi kênh thì anh em nào mà có thắc mắc gì về quy trình trồng ớt thì mọi người nhớ comment ở phía dưới video nha. Mình sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn. Đó. Cây trồng lên cực kỳ tốt luôn. Đấy, bữa nay hoa lên cực kỳ nhiều, bắt đầu bói. Tình hình giá ớt thì trong thời gian trước Tết thì giá ớt đang có xu hướng giảm. Nhưng mà hy vọng thì qua Tết thì giá ớt tăng lên. Đấy. Giá ớt giảm nhiều thì nhà mình cũng đã bỏ cái ruộng ớt cũ rồi. Bắt đầu mình đang trồng cái đợt ớt mới này. Đấy. Ớt lên rất là đều nha các bạn. Lá đều, hoa đều. Thì ở đây thì mình cũng chuẩn bị, nếu mà cái hoa nó lên rộ thêm xíu nữa thì cũng lại chuẩn bị bón phân để kích thích cho cây nó tạo trái nhiều hơn. Thì mình sẽ làm một cái video sau. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để mỗi lần mình ra những video mới thì mọi người sẽ được cập nhật đầu tiên luôn nha. Hoặc là mọi người có thể lên YouTube ạ. Mình vô phần tìm kiếm, mình gõ Miệt Vườn Trà Vinh. Hoặc là ở ngay cái tiêu đề á, mình cũng có để sẵn cái tên kênh của mình ạ. Mọi người cứ bấm vào là Miệt Vườn Trà Vinh ấy, thì trong kênh của mình còn rất là nhiều những video rất là bổ ích, cập nhật tình hình giá ớt cụ thể từng ngày luôn nha các bạn. Đó. Nhìn cái ớt như này, này lên cực kỳ đều luôn. Đó, các bạn nhìn không? Lá cực kỳ xanh, cực kỳ đều. Đấy, cái này mình vệ sinh cỏ nó cũng dễ này. Nếu mà mình có coi một số kênh của các bạn khác thì không có trồng cái màng phủ như này thì cỏ nó lên cực kỳ nhiều, còn ở dưới mình thì tất cả họ trồng màng phủ như này nha các bạn. Đấy. Năm nay thì ngoài cái video trồng ớt này thì mình có một cái series trồng về dưa hấu nữa. Thì mọi người cứ bấm đăng ký kênh để mình ra những video mới thì mọi người được cập nhật đầu tiên nha. Đấy, cái này buổi sáng hoa cực kỳ đẹp nha các bạn. Đó, cái view vườn nhà mình cực kỳ rộng. Đấy, cây lên cực kỳ tốt, cực kỳ đều luôn. Đấy, lên hoa đều, nó bắt đầu bói những cái trái lớn này nữa. Trái lớn này. Đấy, thì giá ớt thì nó cũng chia làm hai loại. Một loại là ớt tơ, ớt mới như này này. Ớt đẹp này xuất khẩu này.
Với thứ hai là một loại là ớt tư, ớt hàng chợ, hàng chợ là ớt loại 2 ạ. Ớt loại 2 thì trái nó nhỏ hơn với nó không được to đẹp bằng, hơi cong cong rồi đó. Đấy. Thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha. Trong quá trình coi có vấn đề gì thắc mắc thì mọi người nhớ comment trực tiếp ở phía dưới. Hoặc là mọi người có những cái giá cả ớt ở nơi khác thì mọi người cũng cứ comment trực tiếp ở phía dưới để cho những người coi video sau cùng nắm được tình hình giá ớt luôn nha các bạn. Đây, mình đứng lên để mình view cái vườn ớt cho mình nha, cho mọi người coi nha. Đó. Công ớt rất là rộng nha các bạn. Thì quá trình coi anh em cứ comment trực tiếp đấy, tút phía đằng kia nha các bạn. Đó. Đấy, hơi ngược nắng, hơi tối xíu nha. Đấy. Đấy, thì sắp tới thì mình có những video để mình bón phân, kích cây, thu hoạch. Thì mọi người cứ bấm đăng ký kênh nha. Cứ bấm đăng ký kênh để mình ra video mới mọi người cập nhật đầu tiên. Nhớ có vấn đề gì thắc mắc thì cứ comment trực tiếp ở phía dưới nhé. Comment trực tiếp ở phía dưới video. Đấy. Ở đây nhà mình trồng thì cũng vậy này. Hai bên để khoảng giữa để cho nó khoảng cách để cho cây nó lấy không khí, nó lấy ánh sáng này. Đấy, trồng như vậy. Khoảng cách này là khoảng 1m2 nha các bạn. Cái luống của mình thì cũng tầm 1m2 chia làm hai luống nha. Đấy, ở đây mình nhà mình là cứ như vậy đó. Nó chia làm trồng làm hai bên như vậy và giữa có cái khay, có một cái lỗ ở giữa nữa. Lúc này thì mọi người có thể bỏ phân này, bỏ phân hoặc bỏ cỏ nữa. Cái này mình bỏ phân vào đây tưới nước thì nó sẽ ra đều hai bên. Đấy. Còn khi nào mình có thể bỏ thêm một trực tiếp vào phía ngoài này cũng được. Phía ngoài nếu mà cây nó muốn bón thúc nhiều thì mình có thể làm thêm một cái hàng rễ phía ngoài nữa. Đấy, trực tiếp. Đấy. Đấy. Các bạn để ý cái trái này nhiều không? Đó. Trái lên cực kỳ tốt luôn. Hoa rất là nhiều nhá. Hoa này với thời gian này thì cũng chuẩn bị bón kích cho cái hoa lên là được rồi đó. Bón kích cho hoa lên và mình bón thêm một loại phân để cho đậu trái nữa. Thì mọi người đợi mình ở những video sau nha. Nhớ đăng ký kênh để mỗi lần mình ra video mới thì mọi người được cập nhật đầu tiên luôn nha. Đấy, có thắc mắc gì hay có vấn đề gì hỏi đáp về trồng cái cây ớt này thì mọi người cũng cứ comment trực tiếp ở dưới video. Nếu mà hay thì nhớ cho mình một cái like và một cái đăng ký để mình tiếp tục làm những video mới nhé các bạn. Đó. Đây là cái dụng ớt thực tế ở dưới huyện Cầu Ngang của mình nha các bạn. Đấy, còn cái giá cả ớt thì anh em nào quan tâm thì mình cũng cứ bấm đăng ký kênh, khi nào mình có cập nhật giá cả thì mình sẽ đăng lên cho các bạn luôn nha. Đấy, ớt bói nha các bạn. Đó, trái rất to luôn, trái to bằng cả ngón tay mình luôn này. Đó. Chưa? Mọi người cứ bấm đăng ký kênh nhá, cứ bấm đăng ký kênh cho mình này. Các bạn nhìn cái cây gớm không? Cây này 45 ngày tuổi mà nó lên cao. Không cao nhưng mà cái lá này, lá cực kỳ xanh tốt này. Đúng không? Cây hoa cực kỳ nhiều này. Cái này mình làm cỏ cực kỳ dễ nha các bạn. Đó. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh nha, tại vì mình có một cái series trồng dưa hấu đấy nha. Nên là mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để mình cập nhật những cái tình hình mới nhất ở cái cây trồng ở dưới miền Tây nha các bạn. Đấy, đây là series trồng ớt của mình, năm nay mình vẫn tiếp tục nha các bạn. Đấy, mọi người cứ một là có thể theo dõi trực tiếp những video cũ ở trong kênh Việt Vườn Trà Vinh, hay là mình cứ bấm đăng ký thì mỗi lần mình ra những series sắp tới của cái ruộng ớt này thì mọi người sẽ được cập nhật đầu tiên luôn. Đấy, sắp tới mình sẽ làm những cái video để cập nhật cái cách bón phân như nào để cho trái nó đậu này, kích nhiều cây này. Cái thứ hai là mình sẽ bón những loại phân gì để cho trái nhiều, đậu nhiều. Cái quy trình hái ớt như thế nào đó, cách hái ớt rồi cách chăm sóc thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để mình cập nhật những video mới nha. Đấy. Rồi, xin chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video ngày mai nha.